Xin chào cả nhà, chúc mọi người một cuối tuần thật vui vẻ nha. Tuần này ngó sương sương vậy chứ cũng có mấy cái phim ngáo sẽ review qua cho các bạn nha. Bao gồm 7 viên ngọc rồng, huyền thoại Broly, Hồn Papa, Dạ Con Gái vừa được chiếu độc quyền trên phim Plus, tha hồ xem mọi lúc mọi nơi rồi hen. Rồi còn có Us, Chúng Ta, tựa phim kinh dị đang gây sốt đó. Và cuối cùng là Hotel Mumbai, dựa trên một câu chuyện khủng bố có thật. Trước tiên xin cảm ơn Remitano đã hỗ trợ thực hiện video clip này nha. Dạo này á Bitcoin lên đều đều nên có nhiều phim là ngáo coi hết đó. Bắt đầu thôi. 7 viên ngọc rồng, huyền thoại Broly. Đối với tất cả những bạn sắp hết trẻ, thế hệ 8X và 9X đời đầu thì 7 viên ngọc rồng là một trong những tựa truyện trăm chim anime thuộc hàng khủng và đem lại nhiều cảm xúc nhất rồi đúng không? Lần này, 7 viên ngọc rồng, huyền thoại Broly sẽ khơi lại cảm giác ấy rất rõ ràng. Điều đầu tiên phải công nhận là chất lượng hình ảnh và âm thanh hoàn toàn vượt trội so với các phần phim trước của 7 viên ngọc rồng. Tạo hình nhân vật và bối cảnh chất lượng, những pha combat tốc độ cao rất ấn tượng và âm nhạc sống động dồn dập là những điểm cộng rất lớn của phim. Và chính đây cũng là phần đáng đồng tiền bát gạo nhất đối với những ai trích tiền quà vặt để thưởng thức bộ phim ngoài rạp. Về nội dung thì câu chuyện đương nhiên là nhắc đến chiến binh Saiyan được mệnh danh là mạnh nhất, mạnh hơn cả Son Goku và Vegeta luôn. Anh mạnh tới mức mà Son Goku và Vegeta phải xài tới kỹ năng lưỡng long nhất thể, biến thành mập ú hay ốm nhom rất là mắc cười, xong rồi biến hình đủ các kiểu khác luôn. Siêu Saiyan tóc vàng không ăn thua, rồi phải biến cấp thần cấp thánh tóc xanh tóc đỏ đủ cách hết thì vẫn cứ ăn hành. Biến tới lúc hết tiền mua thuốc nhuộm tóc thì thôi chứ Broly vẫn trên cơ các cu cậu. Rốt cuộc phải làm sao mới đánh bại được cái ông nội xanh lá bá đạo này đây? Ra đạp coi rồi biết ha. Ngày đầu phim có kinh phí sản xuất khoảng 8 triệu rưỡi đô nhưng mà đã bán được hơn 100 triệu đô la trên khắp các rạp phim toàn thế giới rồi đó nha. Cuối cùng thì bộ phim kết hợp từ hai ngôi sao phòng vé Thái Hòa và Cây Tiên Nguyễn đã chính thức gia nhập vào danh sách những bộ phim độc quyền trên phim Plus. Hùng Papa, Dạ Con Gái, khi mà rối loạn tuổi trung niên đối đầu với sự điên khùng của tuổi mới lớn. Nếu ai chưa kịp ra rạp xem phim Hùng Papa, Dạ Con Gái thì trên phim Plus đã có rồi đó nha. Một bộ phim mà ngáo tôi có góp vài giọt mồ hôi vào trong đó. Câu chuyện về hai cha con đổi hồn cho nhau thì không hề mới, nhưng cách mà bộ phim này triển khai ý tứ thì lại rất sáng tạo nha. Mẹ mất, hai cha con bỗng tiến hóa ngược. Ông Papa Thái Hòa vịnh vô cái mát trưởng phòng sáng tạo nên tự cho mình cái quyền mê game, mê bóng, đi làm như đi chơi. Còn con gái Cây Tiền Nguyễn thì lại lão hóa tư tưởng sớm, lúc nào cũng như bà cụ non chăm cho ông Papa này từ bữa ăn cho tới cái quần. Thấy kèo này kỳ kỳ, bà mẹ cho hai cha con hoán đổi thân xác luôn, cho sống đúng với số tuổi và giới tính. Lúc đầu thì cũng lạ lẫm lắm, nhưng sau khi đã quen xác rồi thì hai người này quậy banh xác luôn. Cô học trò gương mẫu trở thành đầu đảng quậy phá, còn ông trưởng phòng sáng tạo thì mặc bộ đồ công sở thập niên 80. Phim nhiều mảng hài, từ nhẹ nhàng tới ngỡ ngàng. Oh my God. Xong qua luôn bàng hoàng. What the fuck? Để rồi cuối cùng, à thôi, kể hết thì còn gì vui nha. Lên phim Plus coi đi nha. Phim hay lắm, vui lắm mà cũng buồn lắm. Đây là bộ phim mà cá nhân Ngáo đánh giá rất cao và chờ đợi nhất. Tuy biết rằng đó không phải là bộ phim dành cho mọi người. Cách đây không lâu, một anh chàng chuyên làm clip hài hước trên YouTube bỗng nhiên ẵm luôn giải Oscar dành cho kịch bản phim gốc xuất sắc nhất. Cái phim đó ảnh biên kịch kiêm đạo diễn luôn, đó là Get Out. Thề luôn, phim không có hài hước chỗ nào hết, coi muốn ám ảnh vậy đó. Us là bộ phim thứ hai của anh Jordan Peele này, anh cũng đạo diễn kiêm biên kịch luôn, có lẽ còn ám ảnh hơn nữa nha. Nếu bạn thấy ấn tượng với âm nhạc và âm thanh được sử dụng trong Get Out thì ở trong Us, âm nhạc còn đóng vai trò quan trọng hơn rất nhiều lần. Phải đi xem đi mới hiểu, chứ ngáo tôi cũng không biết mô tả sao cho đúng nữa. Những nốt nhạc vang lên đúng lúc có thể khiến tôi nổi hết da gà lông vịt ve chai ai bán hông luôn đó. Về nội dung, câu chuyện kể đến gia đình bốn người này nè, họ hẹn hò bạn bè ra biển chơi, tối về thì thấy những bản sao của chính mình trong bộ đồ màu đỏ đuổi giết. Mà vui không, nghỉ hè ra biển chơi xong tới tối vui hú hồn luôn vậy đó. Thú thật thì tôi trông đợi một cách giải thích lý do phát sinh nên tình huống này thật bất ngờ và sâu sắc, nhưng trong phim điều này có hơi giải thích hơi kỳ xíu. Có thể là do nó hàm chứa những nhân tố văn hóa, sắc tộc, chính trị mà chỉ có dân Mỹ mới cảm nhận được. Thế nhưng mà cách kể chuyện của phim rất lôi cuốn một cách rần rợn, và cái kết của phim cũng khiến nhiều người xem phải hết
hồn đó. Một lần nữa, tôi biết đây không phải là tựa phim dành cho tất cả mọi người, nên cũng không kêu gọi các bạn ra rạp coi cho bằng được. Nhưng nếu bạn thấy bị hấp dẫn bởi trailer, bởi hình ảnh và bởi âm nhạc của phim, hãy dành thời gian ra rạp để thử xem sao nhé. Hotel Mumbai, giết người mà tụi nó coi như bắn Counter Strike, gặp là xả. Phim được cái rất thẳng thắn, không mất quá nhiều thời gian để kể lể, chỉ vỏn vẹn 10 phút lướt qua thôi. Một vài nhân vật và bối cảnh khách sạn Taj Mahal, tiếng súng đã bắt đầu rền vang rồi, cướp đi mạng sống vô tội của người dân Mumbai và làm khán giả như tôi ám ảnh với độ tàn bạo tới thần kinh của tụi khủng bố luôn. Khỏi màu mè, những cảnh giết chóc của bọn khủng bố ngay lập tức cho khán giả hiểu được cảm giác của người dân Mumbai, bất ngờ và hoảng sợ. Những viên đạn cứ bất thình lình lao đến, người gục xuống không trăn trối, những ai may mắn còn đứng được chỉ có thể cắm đầu bỏ chạy. Khỏi van khỏi xin gì hết, đám thần kinh này đã được tẩy não rất kỹ, đã vậy còn được tên thủ lĩnh phía sau liên tục búp mana thánh chiến, cứ giết đi vì đó là điều tốt cho chúa. Nhưng đạo diễn Anthony Maras vẫn cài cắm khá nhiều chi tiết nhân văn trong phim. Lũ khủng bố vẫn là con người, thậm chí là những con người cùng đường, nghèo đói, bị dẫn dụ bởi những kẻ cuồng tín với hy vọng cái chết của chính mình sẽ mang lại ấm no cho gia đình ở quê nhà. Câu chuyện về anh chàng hầu bàn Abdullah dũng cảm nhưng bị nghi ngờ bởi đức tin của mình. Phim cho thấy một người ngoan đạo, có đức tin đúng đắn sẽ trở thành một anh hùng trong đời thật. Rồi còn một anh chồng kiến trúc sư nhưng toàn kiến tạo tình huống khó cho đội nhà, làm vợ con một phen hú hồn hú vía. Hãy nhớ kỹ như các bạn, trong nguy hiểm phải đảm bảo được cái mạng chính mình trước rồi mới đi cứu người ta được. Chứ thích biểu diễn làm anh hùng thì chắc chắn là sớm vô thùng nằm ha. Hotel Mumbai cực kỳ kịch tính và hấp dẫn, một trong những bộ phim không thể bỏ qua về sự kiện khủng bố đẫm máu có thật tại Ấn Độ năm 2008. Ra rạp coi liền đi. Rồi đó hen. Vậy là tuần này dù bạn ra rạp hay ở nhà xem online thì cũng có phim hay để thưởng thức rồi. Còn từ tuần sau, báo trước là trailer Ngáo sẽ trở lại và vẫn ăn hại như xưa thôi. Một lần nữa cảm ơn nhà tài trợ kênh Ngáo Remitano, nơi giao dịch tiền ảo uy tín bậc nhất Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con sớm thôi.